Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ui những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết, anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt cho các cha trao giảng lời hàng xóm mà quý ông bà và anh chị em nghe mỗi ngày, tôi xin thay mặt các cha chúc mừng tất cả quý ông bà và anh chị em một năm mới đầy tràn ân lộc từ trời, từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một năm mới đầy tràn niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày mùng 1, ngày đầu năm mới, giáo hội dâng một thánh lễ, lễ tạ ơn và cầu chúc bình an cho nhau. Trong đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rất rõ, trước hết, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Rồi Ngài kể về một cái dụ ngôn, những con chim sẻ, nó không gieo, không làm lụng vất vả, nhưng không con nào rơi xuống đất ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Hoa huệ ngoài đồng không lao tâm khổ tứ, không kéo sệt dệt vải, nhưng mà ngay cả áo bào của vua Salomon cũng không mặc đẹp sặc sỡ cho bằng một bông huệ ngoài đồng. Vậy thì chúng ta đừng có lo lắng gì hết. Ngày mai hãy để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó. Qua đoạn tin mừng đó, Chúa nói với chúng ta một điều thôi. Cuộc sống của chúng ta là ở trong tay Chúa. Phúc lành của chúng ta là do Thiên Chúa ban. Dù thành công hay thất bại, người Kitô hữu của chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong ngày đầu năm mới này. Và lời Chúa nâng đỡ đức tin cho chúng ta rất là nhiều trong hành trình của năm mới sắp đến. Xin mượn lời Chúa trong ngày hôm nay, ngày đầu năm, gửi lời chúc bình an cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Và lời chúc bình an kèm theo một niềm hy vọng lớn lao. Cuộc sống của chúng ta là ở trong tay Ngài. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta trong ngày đầu năm mới và trong hành trình tương lai, một năm mới mà chúng ta đang chuẩn bị bước vào. Amen.